Xin chào tất cả các bạn, mình là nhà thiết kế cũng là hoa hậu du lịch Emily Hồng Nhung. Và rất là vui khi hôm nay tham gia chương trình Đẹp 24/7. Và mình sẽ gợi ý cho các bạn những xu hướng mùa cưới năm 2018 cũng như là những mẫu thiết kế mới nhất của năm nay. Và hy vọng rằng các bạn cô dâu sẽ thật tự tin trong ngày trọng đại của chính mình. Với xu hướng mùa cưới năm nay thì sẽ thiên về nhẹ nhàng và đơn giản, thì thường là các cô dâu sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn để đi những cái nơi chụp những bộ ảnh cũng như là lên rừng xuống biển, thì các cô dâu cần những cái style màu trắng tông rất là nhẹ nhàng và cũng như là những bông hoa 3D là những điểm đính kết, những bông hoa hồng 3D thì sẽ cho các bạn một cái sự nữ tính cũng như là những đóa hoa nó chân thật hơn. Thì những cái lớp vôn sẽ làm mềm mại hơn trong cái xu hướng mùa cưới, thường là các cô dâu hay lựa chọn đầm vôn. Thì Emily nghĩ rằng với những cái đầm vôn thì không nên quá cầu kỳ. Thực ra màu trắng đã rất là đẹp rồi, thì mình chỉ nên điểm thêm những cái nét cho cái form dáng cũng như là tạo ấn tượng đẹp cho chiếc đầm của mình. Thì Emily nghĩ rằng những cánh hoa hồng sẽ là tượng trưng cho những tình yêu, thì đó cũng là những cái điều mà nhà thiết kế muốn gửi gắm vào cái bộ trang phục hôm nay Emily vẫn. Với mùa cưới năm nay thì thông thường cô dâu sẽ chụp hình ở biển, thì khi mà mình chụp hình ở biển thì những cái đầm cưới nó càng đơn giản thì sẽ hòa mình vào thiên nhiên, cũng giống như là những cánh hồng 3D thì sẽ giúp cho cái trang phục cô dâu nổi bật khi mà bắt với ánh nắng. Và Emily nghĩ rằng khi cô dâu trang điểm và chụp ngoại cảnh thì nên lựa những tông nhẹ nhàng, vì những cái tông và những kiểu tóc như Emily đang để thì rất là hợp với xu hướng cưới. Những cái mái tóc gợn sóng cũng như là cái tông nhẹ nhàng make up nude, make up màu son hồng thì sẽ phù hợp với cái xu hướng cưới đơn giản. Và không những như vậy, đó cũng là xu hướng cưới của châu Âu. Ở xu hướng những đầm cưới châu Âu thì họ thường thiên về nét cổ điển cũng như là thật sự là đơn giản hóa. Chỉ cần cô dâu có những cái form dáng tốt về chiếc đầm, làm sao thể hiện được cái tính nữ tính với một bộ đầm trắng, dù nó không có điểm nhấn hay là có điểm nhấn thì nó vẫn là cho cô dâu những cái điều rất là thanh lịch. Thì Emily nghĩ rằng đó cũng là xu hướng cưới Emily rất là thích, vì cái sự thanh lịch, sự trang nhã sẽ dễ tạo ấn tượng cho mắt những khách mời cũng như là những người bạn bè tham dự lễ cưới của mình. Vì càng đơn giản thì Emily nghĩ rằng nó sẽ là một điều gì đó điểm nhấn cho buổi tiệc. Và không những thế, cô dâu có những cái kiểu trang điểm đơn giản thì sẽ làm tôn lên làn da cũng như mái tóc cũng như là ánh mắt thì phù hợp với trang phục thì rất là quyến rũ. Và bây giờ các bạn hãy cùng Emily khám phá bộ sưu tập váy cưới vườn hồng đến từ Đẹp 24/7. Where there was no space and time, yeah, we came alive. Our souls intertwined when we kissed the sky, yeah. And you made me better, but I made you feel brand new. All the feels that you're feeling, staring at your ceiling, wondering what I'm up to. I'm better. Và đến đây thời lượng của chương trình đã hết rồi. Emily hy vọng những gợi ý trên sẽ giúp cho các cô dâu và những tân nương tương lai sẽ thật là đẹp trong ngày trọng đại của mình, cũng như là những cái điều xinh đẹp nhất, những cái điều may mắn cũng là những cái điều gợi cảm của người phụ nữ sẽ được truyền tải trên những chiếc đầm đơn giản mà các bạn lựa chọn. Xin chào và hẹn gặp lại.